Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Hôm nay mình xin gửi đến các bạn cái trò chơi Powerball được mang tên là lập mảnh ghép được thiết kế trên cùng một slide. Thì hôm nay mình xin quay clip để hướng dẫn các bạn cách chơi, sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa lại cái bản mẫu mà mình sẽ gửi đến cho các bạn. Thì về cách chơi và cách sửa nó cũng khá là đơn giản, các bạn chịu khó xem hết clip này nhé. Thế trên màn hình các bạn thấy là gồm có 5 mảnh ghép, điều đó tương ứng với 5 câu hỏi. Và ở cái trò chơi này các bạn không cần phải sắp đặt học sinh chọn theo thứ tự từ 1 đến 5. Mà học sinh chọn mảnh ghép nào chúng ta sẽ bấm vào mảnh ghép đó. Ví dụ giờ đây học sinh chọn mảnh ghép số 4 thì các bạn sẽ bấm vào khu vực của mảnh ghép số 4. Thì ngay lập tức cái mảnh ghép sẽ tự động tô màu tối đi. Điều đó báo là mảnh ghép đã được chọn. Đồng thời câu hỏi sẽ xuất hiện. Trường hợp thứ nhất, nếu học sinh trả lời đúng thì chúng ta sẽ bấm vào khu vực mảnh ghép một lần nữa để lập ra được cái hình nền bên dưới. Đó, thì lúc này nó sẽ có được một góc hình nền ở dưới. Tương tự, giờ học sinh chọn mảnh ghép số 1 chẳng hạn, thì chúng ta sẽ bấm vào khu vực của mảnh ghép số 1. Thì ngay lập tức mảnh ghép số 1 sẽ tô màu tối đi, đồng thời câu hỏi số 1 sẽ xuất hiện. Và trường hợp này nếu học sinh trả lời không được ra đáp án đúng, thì chúng ta sẽ không bấm vào khu vực mảnh ghép, chúng ta sẽ qua mảnh ghép tiếp theo. Ví dụ giờ học sinh chọn mảnh ghép số 5. Rồi, nếu học sinh trả lời đúng thì chúng ta sẽ bấm vào khu vực mảnh ghép. Vậy cách chơi là gì? Thì ví dụ học sinh chọn mảnh ghép nào, chúng ta sẽ bấm vào mảnh ghép đó. Thì ngay lập tức mảnh ghép sẽ tự động tô màu tối đi, đồng thời câu hỏi xuất hiện. Trường hợp thứ nhất, học sinh trả lời đúng thì chúng ta sẽ bấm vào lại khu vực mảnh ghép đó một lần nữa để ra cái hình nền bên dưới. Trường hợp thứ hai, học sinh cũng chọn mảnh ghép. Nếu học sinh không trả lời đúng thì chúng ta sẽ không bấm vào mảnh ghép một lần nữa. Rồi sau khi đã chơi hết thì còn lại những cái mảnh ghép chưa lập và nó sẽ tô màu tối đi như thế này. Các bạn muốn xem hết tất cả hình ở dưới thì chúng ta sẽ bấm vào một lần nữa. Đó, như vậy thì giờ hình nền đã được xuất hiện. Vậy cách chơi nó cũng khá là đơn giản đúng không ạ? Rồi, đây sẽ là cái bản mẫu mà mình sẽ gửi đến cho các bạn. Nó sẽ có giao diện y hệt như thế này. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi hình nền và thay đổi câu hỏi. Thì đối với việc thay đổi hình nền, các bạn chọn vào khu vực tấm hình. Sau đó các bạn truy cập vào thẻ tab Drawing Tool phần Format. Ở chỗ sắc tiêu các bạn bấm vào. Nó sẽ sổ ra cái mục là Picture. Các bạn bấm vào. Thì chúng ta sẽ tìm đến cái nơi mà chúng ta muốn chèn tấm hình khác vào. Ví dụ giờ mình sẽ chọn tấm hình này. Sau đó chỉ cần bấm Insert là tự động nó sẽ thay đổi được cái hình. Việc tiếp theo của các bạn là chọn vào tấm hình một lần nữa. Sau đó các bạn click chuột phải, chọn cho mình là Send to Page. Như vậy thì tấm hình nó sẽ tự động nằm ở dưới cùng. Đó là mục sửa hình. Giờ đến sửa câu hỏi thì cũng đơn giản lắm. Ví dụ ở trên đây là các bạn thấy cái giao diện này với cái hình nền là màu đỏ nằm trên cùng. Các bạn chọn vào nó, sau đó các bạn click chuột phải, chọn Send to Page. Thì tự động nó sẽ hiện ra câu hỏi số 5 đầu tiên. Các bạn đánh nội dung câu hỏi số 5 vào. Ví dụ là vậy. Sau khi đánh xong câu hỏi, các bạn chọn vào cái bảng của câu hỏi đó. Click chuột phải, chọn Send to Page. Thì tự động nó sẽ hiện ra câu hỏi tiếp theo. Tức là vừa hết câu hỏi số 5 sẽ đến câu hỏi số 4. Rồi chúng ta sẽ đánh nội dung vào. Sau khi đánh xong nội dung câu hỏi, các bạn chỉ cần chọn vào nó, click chuột phải, Send to Page. Thì ngay lập tức nó sẽ hiện ra cái bảng câu hỏi của câu hỏi số 3. Rồi các bạn cũng quét chọn, đánh nội dung vào, sau đó chọn vào nó, click chuột phải, Send to Page. Cứ như vậy, đánh nội dung câu hỏi số 2 vào, chọn vào nó, click chuột phải, Send to Page. Ra nội dung câu hỏi số 1 cũng như vậy, quét chọn. Đánh nội dung câu hỏi vào, sau đó click chuột phải, chọn Send to Page. Đến khi nào hiện ra lại cái bảng màu đỏ như ban đầu. Như vậy là các bạn đã sửa xong cái mục của bảng câu hỏi. Rồi, mình vừa hướng dẫn các bạn cách chơi cũng như là cách sửa lại cái nội dung trò chơi lật mảnh ghép. Hy vọng nó sẽ hữu ích đối với các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Còn bây giờ xin chào. Bye bye.